xin giới thiệu, đây là trận đấu đơn nam giữa hai vận động viên Giao Ninh, vận động viên hạng giống thứ 17 của thế giới là áo đỏ và vận động viên Nguyễn Nam Hải của Việt Nam là áo xanh. Giao Ninh chào bóng. Thank you.
ván thứ nhất Giao Ninh đã thắng với tỷ số 11-9. Trận đấu tiếp tục của ván thứ hai, Nam Hải giao bóng. Thank you.
ván thứ hai Cao Ninh thắng với tỷ số 11-5. Trận đấu tiếp tục ván thứ ba, Cao Ninh giao bóng. Thank you.
ván thứ 3, Giao Ninh đã thắng với tỷ số 13-11. Trận đấu tiếp tục ván thứ 4, Nam Hải giao bóng. Giao Ninh đang tạm dẫn với tỷ số 3-0. Giao Ninh thắng với tỷ số 11-5 ở ván thứ 4. Kết quả chung cuộc, Giao Ninh thắng với tỷ số 4-0.